chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tấn công Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cho thử vũ khí gây ra sóng thần phóng xạ, khiến Trung Quốc và Việt Nam như ngồi trên đóng lửa. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin nóng như sau. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bị lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng nhân danh công lý nã rocket, két, tinh lửa trong tòa đại sứ khai hỏa. Người phát ngôn của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố lực lượng này vừa thử thành công vũ khí có thể tạo ra sóng thần phóng xạ. Thông tin trên đã đặt lực lượng quân đội Việt Nam trong tình trạng báo động cao và sau đây là những nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kính thưa quý vị nhằm tạo ra sức mạnh để làm đối trọng với lực lượng quân đội việt nam lực lượng hậu duệ việt nam cộng hòa do trung tá đoàn viết thanh và lực lượng nhân danh công lý do cựu thủ tướng nguyễn tấn dũng hậu thuẫn đã bắt tay cùng nhau để đối đầu với chính quyền việt nam và gây áp lực nhằm buộc nguyễn phú trọng chấp nhận để có bầu cử tự do thiết lập nền dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Hai lực lượng trên thời gian qua cũng đã có nhiều cuộc chạm trán với quân đội chính quy của Việt Nam ở Campuchia lẫn tại các khu vực biên giới giữa hai nước Việt Cam. Trong một diễn biến liên quan, theo nguồn tin an ninh chúng tôi có được, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã phóng khoảng 10 quả tên lửa vào Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Trong khi đó, quân đội Campuchia cho biết chỉ có 8 quả tên lửa đã đánh trúng vào bên trong tòa đại sứ, khiến nhiều binh sĩ bảo vệ người Campuchia thiệt mạng, bị thương và gây thiệt hại cho các tòa nhà. Theo thông tin ban đầu, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và nhân danh công lý đã thực hiện vụ tấn công này. Còi báo động đã kêu vang từ khu vực Đại sứ quán Việt Nam, vốn là địa điểm được nằm kề các tòa nhà chính phủ và phái bộ nước ngoài một quan chức an ninh có văn phòng bên trong khu vực này cho hay, hệ thống chống tên lửa được thiết lập để bảo vệ. Đại sứ quán Việt Nam đã khai hỏa và làm trợ hướng một trong số các quả tên lửa. Đại sứ quán Việt Nam đã lên án vụ tấn công, đồng thời cho biết vụ tấn công đã làm hơn 12 quan chức làm việc tại văn phòng thiệt mạng và không có thương vong. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Việt Nam kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và chính phủ Campuchia đưa ra các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tương tự, cũng như buộc những kẻ đứng sau các vụ tấn công này phải chịu trách nhiệm. Trong một diễn biến khác, Gauster và Bloomberg cho biết lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã thử nghiệm một thiết bị không người lái dưới nước có khả năng tạo ra sóng thần phóng xạ. Trong đó, thiết bị này đã ở dưới nước gần 60 giờ ở ngoài khơi bờ biển Lý Sơn trước khi phát nổ. Nhiệm vụ của vũ khí chiến lược hạt nhân dưới nước là âm thầm xâm nhập vào lãnh hải mục tiêu và tạo ra một cơn sóng thần phóng xạ siêu quy mô thông qua vụ nổ dưới nước để tiêu diệt các nhóm hải quân và cảng chính của đối phương. Trung Quốc được cho là sở hữu nhiều tàu ngầm cỡ nhỏ với công nghệ cũ, tương đối dễ bị phát hiện Song song đó, lực lượng này tìm cách phát triển tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn mới có thể triển khai nhanh chóng và cơ động, cũng như thiết bị mới giúp mang đầu đạn. Việt Nam Cộng Hòa từng cảnh báo sẽ phản ứng mạnh trước các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời đe dọa biến khu vực Thái Bình Dương thành bãi tập bắn. Vụ thử nghiệm thiết bị không người lái dưới nước của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chung với thời điểm kết thúc một trong những cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất giữa Mỹ và lực lượng này nhiều năm qua. Cô sinh tân lập luận rằng các cuộc tập trận như vậy là cần thiết để ứng phó với mối đe dọa hạt nhân từ Trung Quốc. Trong khi đó, ông Phan Thanh Nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khả năng phòng thủ hạt nhân và sự cần thiết của việc phát triển chương trình vũ khí hạt nhân liên tục để bảo vệ người dân và lãnh thổ khỏi các mối đe dọa đặc biệt là từ Mỹ và Trung Quốc. Đài CNN cho biết, theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc, một tên lửa của lực lượng này có thể bay đến lãnh thổ Trung Quốc sau 33 phút nếu nó không bị chặn. Trong một diễn biến liên quan, hai thanh niên chế tạo hàng loạt súng. Từ việc phát hiện Phạm Văn Minh, 19 tuổi, mang theo súng khi chạy trên đường cảnh sát lần ra gã đồng phạm sản xuất hàng loạt vũ khí nóng. Ngày 27 tháng 3, Phạm Văn Minh và Lâm Tấn Thịnh, 28 tuổi, đều ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị công an Bình Dương tạm giữ hình sự về hành vi chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tuần trước, các trinh sát hình sự phối hợp cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính trên đường Thuận Giao Chính, thành phố Thuận An, phát hiện Minh có biểu hiện bất thường. Khám xét nam thanh niên, cảnh sát tìm thấy hai khẩu súng gulo nòng kim loại màu đen và 52 viên đạn kim loại màu đồng. Tại phòng trọ của Minh ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm hai khẩu súng dài, 15 khẩu súng ngắn loại gulo ổ xoay, hơn 300 viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng. Minh thừa nhận hành vi chế tạo súng sau đó cùng Thịnh đăng bán trên mạng xã hội để kiếm lời. Tại nhà Thịnh ở quận 10, cảnh sát thu giữ một khẩu súng được chế tạo để bắn đạn thể thao, khẩu súng kiểu go lô và khẩu súng dài. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. Trong một diễn biến liên quan, công an điều tra video bé trai bị cho hút ma túy đá. Người đàn ông trình báo con trai gần 3 tuổi bị người tình của mẹ cho hút ma túy đá, đe dọa bạo hành vân vân khiến cảnh sát và cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra. Ngày 26 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Hóc Môn truy tìm người đàn ông xăm trổ trong video được lan truyền trên mạng, được cho là cha dưỡng của bé trai. Nhà chức trách đã làm việc với những người liên quan, song thông tin chưa được công bố. Trước đó, anh Tài, 30 tuổi, đăng nhiều video lên mạng xã hội, hình ảnh trong 4 clip dài 20 giây thể hiện bé trai mặt biển ngậm ống hút ma túy đá. Giọng một người phụ nữ nói ok không? Còn các video dài hơn một phút có cảnh người đàn ông 44 tuổi mặc quần ngắn, xăm trổ đầy mình, đang dùng búa kìm đe dọa bé trai. Làm việc với cảnh sát, anh Tài cho biết là cha ruột của bé trai. Năm 2018, vợ chồng anh kết hôn, có với nhau hai mặt con, bé trai là con út. Hai năm trước, họ có mâu thuẫn chị vợ 21 tuổi mang các con đi và sống chung với người đàn ông trong clip. Năm ngoái, anh Tài biết người đàn ông sống chung với vợ có sử dụng ma túy nên rất lo cho các con, đến đón bé gái lớn về nuôi. Gần đây, anh mượn tài khoản Facebook của vợ để bán hàng online, phát hiện các clip trên nên nhờ người đăng lên mạng tố cáo hành vi sai phạm, đồng thời trình báo cảnh sát. Theo anh Tài, các video trên thể hiện sự việc diễn ra từ 4 đến 5 tháng trước vì trong đó có hình ảnh con gái lớn của mình trước khi bé được đón về ở với cha ruột. Công an huyện Hóc Môn đã đến địa điểm được cho là nơi mẹ có bé trai sống, nhưng chỉ có 5 người cư trú ổn định khoảng 5 năm nay và không phát hiện vụ việc giống video đăng tải. Những hình ảnh trong video chưa thể xác định được sự thật bé trai có hay không bị ép hút ma túy, bị bạo hành hay chỉ là hình ảnh tạo dựng? Sự việc này nếu có thì xảy ra vào thời điểm nào, ở đâu? Một cán bộ điều tra cho biết. Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều ban ngành đã lên tiếng đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương làm rõ vụ việc bởi các hình ảnh cho thấy bé trai có dấu hiệu bị bạo hành. Nếu sự thật cậu bé bị ép hút ma túy thì đây là việc đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của nạn nhân. Trong một diễn biến liên quan, vì sao tòa không tuyên trả sổ tiết kiệm trăm tỷ đồng cho năm đại gia? Tòa cho rằng bản chất các đại gia và siêu lừa Hà Thành có quan hệ vay mượn riêng. Việc gửi tiết kiệm cả trăm tỷ vào ngân hàng chỉ là hợp đồng giả, cách che giấu việc này. Sau 3 giờ công bố bản án sơ thẩm, trưa ngày 24 tháng 3, số phận pháp lý của 26 bị cáo trong vụ án lừa đảo gây thiệt hại 433 tỷ đồng được tòa án nhân dân Hà Nội ấn định, chủ mưu Nguyễn Thị Hà Thành bị phạt tù trung thân, mức án cao nhất do là chủ mưu hưởng toàn bộ lợi ích. Trong vai trò đồng phạm, 17 cựu cán bộ Việt Á băng, Vi Việt Công băng và NCB bị phạt từ 2 năm tù treo đến 18 năm tù, mức án của 26 bị cáo. Hội đồng xét xử đánh giá Hà Thành 39 tuổi được 17 cựu cán bộ ngân hàng tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều đại gia, hứa trả lãi suất cao. Thành sau đó giả mạo chữ ký của đại gia để cầm cố sổ với tiền ba ngân hàng Việt Á Băng, PV Công Băng và NCB. Sau 4 năm 3 tháng, từ khi siêu lừa Hà Thành bị bắt, vụ án được xét xử. Hàng trăm tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm của 8 đại gia liên quan vụ án được xếp vào hai số phận đối ngược, được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ hoặc tiếp tục giao ba ngân hàng tạm quản lý để đảm bảo thi hành án. Sự khác biệt trên phụ thuộc vào yếu tố then chốt, các đại gia có hay không quan hệ vay nợ với Hà Thành. Các sổ tiết kiệm tòa tuyên ba ngân hàng được tiếp tục tạm quản lý là 122 tỷ đồng, đứng tên vợ chồng đại gia Đặng Nghĩa Toàn cùng hàng chục tỷ đồng của bốn đại gia đứng tên đồng sở hữu với thành. Phân tích phán quyết này, tòa giải thích từ lời khai của thành và ông Đặng Nghĩa Toàn về đứng tên đồng sở hữu sổ tiết kiệm, đưa sổ cho thành quản lý vì ham tiền thưởng hứa hẹn, có cơ sở xác định số tiền ông Toàn đứng tên tại NCB, PV Công Băng và Việt Á Băng là tiền ông cho thành vay số tiền thành đứng tên sổ tiết kiệm đồng sở hữu với ba đại gia tại Việt Á băng cũng là khoản vay của những người này. đây là mối quan hệ vay mượn riêng, không có cơ sở cho rằng ông toàn đã gửi tiết kiệm rồi đưa sổ cho thành để lấy tiền hoa hồng hoặc những người đồng sở hữu nói đến ngân hàng gửi sở hữu sổ đồng tiết kiệm với thành để lấy lãi suất cao. bản án nêu. ngoài ra, lời khai của bị cáo Thu Hương cựu trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch đóng đô Việt Á Băng. Bị phạt 18 năm tù, cho thấy cô không biết những đại gia này cũng không giới thiệu họ cho Thành. Họ đều do Thành dẫn đến, giới thiệu với Hương đây là những người cho vay. Dưới hình thức, chủ đồng sở hữu. Thành khai thỏa thuận với đại gia này, mức lãi suất 15% trên 6 tháng, tương đương 2,5% trên tháng. Các đại gia khác khai mục đích gửi tiền đồng sở hữu với thành để lấy lãi suất cao hơn bình thường. Vì tiền gửi càng cao, lãi suất càng lớn, họ khai góp tiền cùng Hà Thành để hưởng lãi suất 7,8% trên năm, dành cho sổ tiết kiệm trên 10 tỷ đồng. Nội dung khai báo này bị hội đồng xét xử tuyên là không có căn cứ với phân tích. Theo thông báo của Việt Á Băng, các khoản tiền này vào thời điểm năm 2018, với kiểu tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 6 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, gửi từ 100 triệu trở lên đều lãi suất 7,1% trên năm, không phân biệt 1 tỷ, 5 tỷ hay 20 tỷ đồng. Do vậy, lời khai của những đại gia này về việc gửi tiền đồng sở hữu với thành để hưởng lãi cao là không có căn cứ, bản án nhận định. Ngoài ra, một nữ đại gia trong số này đang bị cơ quan công an tách hồ sơ điều tra trong vụ án cho vay lãi nặng. Số tiền bà cho thành vay 19,5 tỷ đồng, hiện là chứng cứ trong vụ án đang điều tra. Tòa đánh giá, bản chất việc gửi tiền vào ngân hàng của các đại gia là để ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thay thành khi cô ta không trả được nợ. Do vậy, đây là hợp đồng giả cách che giấu quan hệ vay nợ giữa các đại gia và thành. Tòa buộc Hà Thành bồi thường cho ba ngân hàng NCB, Việt Á Băng và PV Công Băng, lần lượt là 47,5 tỷ, 274 tỷ và 50 tỷ đồng. Đồng thời, 122 tỷ trong các sổ tiết kiệm đứng tên ông Toàn và hàng chục tỷ đồng bốn đại gia đồng sở hữu với Thành bị tòa tuyên giữ lại để đảm bảo thi hành án. Toàn bộ số tiền này sẽ được ba ngân hàng tạm giữ quản lý đến khi cục thi hành án dân sự thi hành xong phần nghĩa vụ dân sự của Thành với các ngân hàng này dù không được trả lại tiền, các đại gia này đều được tòa giành quyền khởi kiện trong một vụ kiện dân sự khác, quanh số tiền được xác định có quan hệ vay nợ với siêu lừa Hà Thành. Ba đại gia còn lại được tòa tuyên buộc việc Á Băng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm, với lý do số tiền họ đồng sở hữu với Thành không phải quan hệ vay nợ. Việc Á Băng vì thế có nghĩa vụ trả lại cho hai người 35 tỷ đồng kèm lãi suất. Số tiền Hà Thành đã góp trong các sổ tiết kiệm đồng sở hữu này cũng được tòa tuyên giữ lại, giao Việt Á Băng tạm quản lý để đảm bảo trách nhiệm thi hành án dân sự với Việt Á Băng. Với khách hàng còn lại, đang bị Việt Á Băng phong tỏa tiền tại số tài khoản và năm sổ tiết kiệm, tòa xác định số tiền ông tại Việt Á Băng không liên quan hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử do đó buộc Việt Á Băng không phong tỏa số tiền này của ông việc A Băng còn có nghĩa vụ trả tiền cả gốc và lãi trên khi ông có yêu cầu. Nếu việc A Băng không thực hiện, khách hàng này có quyền khởi kiện việc A Băng tại vụ án dân sự khác, bản án nêu. Khách VIP này được xác định không quen biết Hà Thành, song bị cáo Quỳnh Hương, cụ trưởng phòng khách hàng cá nhân, phòng giao dịch Đông Đô, việc A Băng, giới thiệu với ông rằng Hà Thành đang đầu tư nhiều dự án lớn, đề nghị cho Hà Thành vay 25 tỷ đồng để chứng minh năng lực tài chính đại gia này tin tưởng hương muốn mở rộng quan hệ với hà thành để sau này thành giúp mua nhà đất ưu đãi nên đồng ý hương hứa chỉ vay trong 2 giờ tôi tưởng nếu mượn sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính thì tiền vẫn nguyên trong đó nên yên tâm ông trình bày tại tòa hôm ngày 12 tháng 3. mối quan hệ này được tòa đánh giá không thuộc diện vay mượn riêng nhằm tạo hợp đồng giả cách nên không liên quan hành vi phạm tội tiền của ông do đó được hội đồng xét xử tuyên như trên. Ngoài các phán quyết dân sự liên quan hành vi lừa đảo, các khoản tiền liên quan tội cho vay lãi nặng cũng được tòa tuyên buộc truy thu từ các bị cáo phạm tội này, tổng cộng hơn 41,3 tỷ đồng. Xung công quỹ Trả lời VM sau buổi tuyên án, đại diện PV Combank cho rằng dù phán quyết về phần trách nhiệm dân sự của PV Combank không như đề nghị của họ, song ngân hàng cam kết tuân thủ nội dung bản án. Toàn bộ số tiền hội đồng xét xử tuyên về việc vì việc công băng được tạm giữ, chúng tôi sẽ thực hiện việc quản lý phù hợp với phán quyết và đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của khách hàng, phía ngân hàng cho hay. Trong vòng 15 ngày, từ khi tòa tuyên án, nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm trên, 26 bị cáo và các bên liên quan đều có quyền kháng cáo theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội từ năm 2016 để có tiền kinh doanh thành dùng nhiều thủ đoạn để huy động tiền từ các tổ chức cá nhân. Không có tài sản đảm bảo, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng công ty Trên hồ để lập khống hồ sơ năng lực phục vụ vay tiền. Thành sau đó cầm sổ tiết kiệm của người cho vay làm tài sản đảm bảo và giả chữ ký để làm thủ tục với tiền ngân hàng. Thành còn vay tiền của một số người khác bằng hình thức cùng gửi tiết kiệm đồng sở hữu vào ngân hàng. Bị can này sau đó thỏa thuận với nhân viên ngân hàng về việc phát hành thêm hợp đồng tiền gửi bên cạnh sổ tiết kiệm. Với hợp đồng tiền gửi, Thành đưa cho người đồng sở hữu, còn mình dùng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo để đáo hạn ngân hàng. Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 11 năm 2018, Thành mất khả năng thanh toán các khoản nợ nên cùng một số người nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của ba ngân hàng và các cá nhân